Đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái đang ngồi rửa nồi thì nghe thấy tiếng như có ai đó đang gọi mình. Cô gái giật mình vứt lại cái nồi rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài gọi người nhà. Cụ thể quán ế khách quá, mở cái loa camera lên nói chuyện với con bé nhân viên cho vui mà nó tưởng ma. Tác giả viết khi chia sẻ video, anh chủ được một phen cười khoái chí, nhưng nếu mà con đua kiểu này nữa thì chắc phải tìm nhân viên mới quá. Đã yếu tim còn gặp ông chủ lầy lội. Nè, nó đó là anh đây, đi xe sang nè. Nó là con màng á. Nó. Nó, nè nè, ớt mơ nè, nó cái cành vui mò nó. Nó giò đại nó, thời mất tiêu 500 ngàn. Nó giò đại nó, thời mất tiêu 500 ngàn. Xem video này xong thì tôi đã ngộ ra một chân lý. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài các bác ạ. Đừng có tưởng thấy đi xe hơi mà tưởng sang nha. Xem kìa, có quen tay quá không? Làm ảo thuật cũng ảo phết đấy. Nhưng tiếc là camera nó lại quá là nét rồi bác ạ. Ái chà chà, đạo gì mà nhìn cứ như tập hợp những anh em từ bệnh viện tâm thần trung ương lọt ra thế nhờ. Tỉnh lại đi các bác ơi, không thì không ai cứu được các bác đâu. Khổ lắm cơ, bỏ nhà bỏ cửa đi theo tiếng gọi của mấy cái của nợ này, rồi người không ra người, ngợm không ra ngợm luôn. Kiểu này phải có các pháp sư áo xanh tay cầm dùi cui thì may ra mới cứu được. Nhìn mấy cảnh này mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người các bác ạ. À. Người ta hoàn cảnh như thế mà vẫn chăm chỉ làm việc mưu sinh. Thế mà lại có lắm người chân tay lành lặn là cứ đi trộm cướp. Chán thật sự. Cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha hãy con bóng thấy nhớ nhà. Trung thu này thì chắc các anh em cũng khoái chứ nói gì trẻ con. Ai chối thì bớt cái tật bóc phét lại đi nha. Ái chà chà, các em gái đun chè cũng đã xuất hiện rồi đấy sao? Đúng là dân chơi, nhảy phát nào là nét luôn phát đấy. Nhìn các em mới thấy mình đúng là già rồi các bác ạ. Rồi, mới xong rồi. Cà chớn một xíu thì vui, cà chớn nhiều chút thì cái nịch cũng không còn. Ngầu quá anh trai, anh là nhất, nhất anh rồi. Thôi đừng có mà cự trừ, đền tivi cho người ta đi chứ làm lơ làm cái gì. Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết trôi. Chăm sóc bữa giờ muốn gãy cả lưng mà xin có một chút sữa cũng nổi cọc với người ta. Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Chuyến này cỏ khô cũng không có mà ăn nha con. Nghĩ sao vậy người anh em? Anh mà đã nhắm chú rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát được. Cái định mệnh nó đã là như thế rồi. Ấy đệt, gì đây, cọc thế nhờ. Thôi chạy trước cho nó chắc.
đúng là trong cái rủi có cái xui. Vừa bị tạt nước, vừa bị ngã sấp mặt, còn gì cay hơn. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ bị đồng đội làm cho mấy pha tự hủy. Hơi ẩu rồi đó nha bà chị. Biết bao nhiêu người đang xem livestream mà chị làm thế có phải là tra tấn tinh thần không? Làm thì làm, không làm thì đừng có gieo rắc hy vọng chứ. Thấy nước nên ngứa nghề thôi, chứ rửa chân kiểu này chơi tới tới năm sau cũng chưa sạch. Mục đích chính của tôi là chọc em sư tử Hà Đông cho nó gia tăng tình cảm gia đình thôi mà. Làm gì căng. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.